Xuống đường. Thông thường, hai chữ xuống đường gợi lên cho chúng ta hình ảnh của những chống đối, biểu tình, đôi khi mang tính cách bạo động trong đường phố. Nhưng cũng có những trường hợp người ta xuống đường là để gặp gỡ, cảm thông với người khác, nhất là những người không nhà không cửa, những người sống bên lề đường, những người bị đẩy ra bên lề xã hội cách này hay cách khác. Đó là trường hợp xuống đường của một số giáo dân thuộc xứ Saint-Louis-Villes thuộc phận 16 của thủ đô Paris. Từ 8 năm qua, một số giáo dân thuộc xứ trên đây đã tụ họp lại để thành lập một hiệp hội có tên là Giải phóng kẻ bị giam cầm. Thật ra, đây không phải là một chương trình xã hội quy tụ các nhà giáo, các cán sự xã hội để săn sóc cho những người đầu đường xó chợ, mà chỉ là một nhóm nhỏ gồm những tín hữu chỉ muốn xuống đường, ra khỏi bốn bức tường nhà thờ hoặc mái ấm gia đình để đến gặp gỡ, trò chuyện với những người đứng đường như các cô gái điếm, những người nghiện ngập. Mục đích duy nhất của cuộc gặp gỡ này là thiết lập tình thân hữu với những người mà ai cũng ghét bỏ. Một thanh niên thường xuyên đến gặp gỡ với những cô gái điếm trên đường đã giải thích như sau: trước mặt Chúa, chúng ta như những cô gái điếm đứng đường, nhưng chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta bên kia tất cả những hành động đĩ điếm của chúng ta. Các cô gái điếm đánh động lương tâm đang ngủ yên của chúng ta, họ mời gọi chúng ta hãy tự đặt vào trong cái nhìn của Chúa và đừng bao giờ kết án ai. Mục đích của những người xuống đường trên đây không hẳn là thuyết phục những người lầm đường lạc lối, ăn năn hối cải quay về với chính lộ. Tất cả các cố gắng của họ chỉ là nói với các cô gái điếm, những người nghiện ngập, những kẻ lang thang đầu đường xó chợ rằng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là yêu thương tất cả mọi người. Để bày tỏ sứ điệp ấy, những người làm công tác tông đồ này chỉ có mỗi động tác là lắng nghe, hỏi han với tất cả yêu thương và cảm thông. Nếu có một thứ hoán cải thì chính là những người trong xã hội này là phải là những người đầu tiên hoán cải trong thái độ sống với những người khác, hoán cải trong cách nhìn đối với người khác. Chúa Giêsu đã từng nói: các cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi. Phải chăng khi xuống đường đến với người khác, những người bị bỏ rơi trong xã hội, chính chúng ta không là những người hoán cải cho tin mừng?